Đối với các chuyên ngành thì em có thể xem lại trên kênh TikTok của anh ha. Em vào trên kênh TikTok và em sẽ kéo xuống. Em tìm đến cái video là chuyên ngành công nghệ thông tin ở trường. Thì trong video này anh cũng đã đề cập về các chuyên ngành rồi. Tiếp tục em có hỏi là bây giờ không đủ điểm vô ngành kỹ thuật phần mềm thì em vô hệ thống thông tin rồi em học thêm ở ngoài thì có thể làm về kỹ thuật phần mềm được không? Đây là điều hoàn toàn được em ha. Bởi vì đối với các chuyên ngành ở trường á thì cái số môn nó khác biệt nhau không có nhiều, và khi mà em học hệ thống thông tin thì em có thể tìm hiểu qua kỹ thuật phần mềm, mình xem những cái môn nào khác nhau đó thì mình có thể trau dồi, mình có thể học thêm. Và theo anh được biết là một số trường thì họ cũng hỗ trợ sinh viên trong cái vấn đề là chuyển đổi chuyên ngành rồi, do đó thì em cũng không có cần phải lo ha. Và câu hỏi cuối cùng á là với việc mình học trái ngành như vậy thì sau này có ảnh hưởng gì không? Ảnh hưởng ở đây thì anh chưa biết em hỏi tới ảnh hưởng cái gì, anh nói về cái công việc đi ha. Thì ở đây á, việc mình học kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin hay là mạng máy tính á, thì nhà tuyển dụng họ nhìn mình á, thì cũng là một sinh viên công nghệ thông tin mà thôi. Trừ khi em học ở bên ngành nông nghiệp, em học kế toán mà em đi làm lập trình á, thì đó mới là cái trái ngành. Còn việc mà mình học cái chuyên ngành nhỏ 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 không á, thì nhìn chung lại là mình vẫn là sinh viên IT thôi. Do đó ở đây á, khi mà đi làm á, nhà tuyển dụng họ cũng không mấy quan tâm về cái vấn đề này đâu. Về bằng cấp của em, về chuyên ngành của em có học đại học hay là em học cao đẳng hay không, nhà tuyển dụng họ không quan tâm đâu. Họ quan tâm cái cuối cùng á, là em làm được gì, khả năng của em ra sao. Nên em cũng không cần phải bận tâm về những cái chuyên ngành như thế này. Và một ý cuối anh muốn khuyên em á, là bởi vì trong cái câu hỏi của em á, là anh đã thấy được cái vấn đề là mình hơi bị lệ thuộc vào những cái chuyên ngành này. Thực sự khi mà em học kỹ thuật phần mềm, em học giỏi đi chăng nữa thì sau này khi mà em ra trường chưa chắc là em có việc làm. Do đó mình cần phải lưu ý là ví dụ mình học kỹ thuật phần mềm thì song song với việc mình học ở trên trường, mình cần phải trau dồi, phải tìm hiểu thêm để xem ở ngoài thực tế người ta đang cần cái gì, thì mình phải trau dồi, mình phải học hỏi thêm những cái kiến thức đó. Chứ mình đừng có đi theo suốt 100% chương trình đào tạo của trường. Chương trình đào tạo của trường là bắt buộc là mình phải theo rồi, nhưng mà mình cần phải học thêm rất là nhiều cái kiến thức nữa để có hy vọng là em tốt nghiệp và em có việc làm. Tốt nghiệp thì dễ, có việc làm sau khi tốt nghiệp nó mới là vấn đề em ha.